Xin chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề là photography, nhưng mà là photography ở trong Miss Journey. Nếu như photography bình thường á, ở bên ngoài chúng ta sử dụng á, thì là sẽ đi liền với lại máy ảnh nè, các góc chụp, đối tượng chụp, ánh sáng. Thì trong Miss Journey cũng vậy, tức là chúng ta sẽ sử dụng một số từ khóa để mà kết hợp chúng với nhau để tạo thành câu lệnh hoàn chỉnh phù hợp với cái mục đích sử dụng của chúng ta. Thì trong bài viết hôm nay á, Tuấn sẽ hướng dẫn các anh chị một số dạng photography mà Tuấn thường sử dụng nhất để mà phục vụ cho công việc của mình. Thì anh chị cùng theo dõi nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh của mình á, thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ website nghệcongsở.com. Và kênh của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI để có thể áp dụng vào thực tế và cuộc sống. Nếu mà anh chị chưa subscribe kênh thì cho mình xin một subscribe dưới nha. Cảm ơn anh chị nhiều. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với một số dạng photography và cái cách sử dụng chúng cũng như là các công thức để có thể tạo ra các mẫu room cho photography nhé. Dạng photography mà Tuấn thường sử dụng nhất là product photography. Thì trong dạng photography này chúng ta có thể sử dụng để mà tạo các hình ảnh cho các quảng cáo nè, hoặc là bán hàng online chẳng hạn. Mẫu room của dạng photography này Tuấn sẽ để trên màn hình ha, các anh chị có thể xem và tham khảo. Chúng ta cùng phân tích thử. Ví dụ như trong room này chúng ta sẽ có là tên sản phẩm nè, là một chai nước hoa. Bối cảnh mà đặt sản phẩm đó, ví dụ như chai nước hoa đã được đặt ở đâu? Đặt ở trên mặt nước. Các vật trang trí, ví dụ như là xung quanh chai nước hoa đó là bao gồm bởi gì? Nó sẽ có hoa nè, có đá nè. Ánh sáng nó sẽ có ánh sáng tự nhiên nè, được mềm mại và cũng như là đổ bóng đó. Thì cái đó là một số cái dạng mà chúng ta có thể kết hợp để tạo ra một cái câu room cho product photography. Và khi mà chúng ta có cover room đó thì chúng ta sẽ sử dụng ở Miss Journey để tạo ra cái hình ảnh kiểu như thế này. Dạng photography thứ hai mà Tuấn thường sử dụng đó là portrait photography. Chúng ta có thể sử dụng để mà tạo các ảnh chân dung nè, tập trung vào khuôn mặt của đối tượng để mà thể hiện tính chất hoặc là cảm xúc hoặc là tình trạng tâm lý của đối tượng đó. Ví dụ như trong cái hình này đây thì chúng ta sẽ phân tích thử đối tượng á, nó là một cô gái có tóc xoăn nè. Rồi cô gái này sẽ đứng ở đâu? Đứng cạnh màn hình tivi. Cô gái này có đeo trang phục hay là trang sức gì không? Thì nó là kính râm nè. Dùng thiết bị chụp gì? Thì ở đây mình sử dụng thiết bị chụp như thế này. Rồi góc chụp nó sẽ là như thế nào? Có thể là chụp thẳng, chụp nghiêng hay là chụp như thế nào đấy. Thì đây là góc nghiêng tự nhiên ha. Rồi màu sắc da, màu sắc da nó sẽ như thế nào? Nó sẽ kiểu như tông màu nó chân thực, hoặc là tông màu trắng, hoặc là tông màu trắng hồng gì đấy. Thì cái đó là tùy các bạn có thể sử dụng và các bạn kết hợp lại với nhau để tạo thành một cái room hoàn chỉnh. Một cái dạng tiếp theo là street photography, tức là kỹ thuật mà chụp ảnh trên đường phố. Ví dụ như là ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên hoặc là chân thực hoặc là đời thường của cuộc sống nè. Thì cái room của dạng này mình thường sử dụng, ví dụ như góc chụp nè, là chụp nghiêng hay là như thế nào ha. Phong cách chụp là hip hop, thiết bị chụp. Rồi đối tượng đây là nhân vật, là người phụ nữ ha. Màu da nó sẽ là có màu như thế nào đó. Thì đây là một số cái kỹ thuật để chúng ta có thể kết hợp vào với nhau để tạo thành một cái room hoàn chỉnh cho cái phong cách này. Phong cách tiếp theo là chụp ảnh theo cái dạng là thời trang, fashion photography ha. Thì nó sẽ thể hiện được quần áo, phụ kiện, phong cách thời trang cho nó nghệ thuật và nó sáng tạo. Mình tạo hình ảnh theo cái dạng này á, thì thường á, là mình sẽ tập trung vào là đối tượng nhiều hơn là bối cảnh. Một dạng tiếp theo á, đó là nhiếp ảnh theo cái dạng mà tài liệu. Cái dạng này nó sẽ ghi lại những cái sự kiện hoặc là câu chuyện hoặc con người hoặc địa điểm ở một cái thời điểm nào đó. Dạng tiếp theo chúng ta có thể sử dụng nhiều á, là tạo hình ảnh về kiến trúc. Thì tạo hình ảnh kiến trúc nó sẽ có hai dạng. Một á, là tạo kiến trúc ở ngoài trời outdoor. Ví dụ như nó sẽ tạo lại những hình dáng hoặc là vẻ đẹp hoặc là thiết kế của cái công trình kiến trúc đó. Thì một số cái dạng mà room và một số từ khóa mình có thể sử dụng, ví dụ như là bối cảnh nè, ví dụ như một ngôi nhà hiện đại nhìn ra biển, hoặc là phong cách ví dụ như màu trắng đơn sắc hoặc là có cảnh biển chẳng hạn. Rồi các yếu tố nổi bật, ví dụ là tối giản. Nhiếp ảnh kiến trúc khác chúng ta có thể sử dụng là phong cách ở trong nhà. Thì trong nhà chúng ta sẽ tập trung vào nội thất nhiều hơn. Ví dụ như ở đây một dạng room mình là tạo một cái hình ảnh ở trong một cái phòng ngủ có tường kính tối giản, tông màu sử dụng chủ yếu là tông màu đen chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh giống như thế này. Thì các bạn có thể thay đổi một số từ khóa trong đây và tạo kết hợp với nhau. Một phong cách nhiếp ảnh khác mà chúng ta cũng thường sử dụng đó là landscape photography, tức là nó sẽ chụp
chụp lại những cái phong cảnh tự nhiên nè, hoặc là ghi lại những vẻ đẹp của thiên nhiên và môi trường xung quanh. Thì cái dạng này chúng ta có thể kết hợp một số từ khóa, ví dụ như là bối cảnh nè. Ví dụ như đây là một cái hồ sương mù ở Scotland ha. Trong bối cảnh đó thì có nhân vật hay không? Ví dụ như có một nhân vật là một người đàn ông ở trên một chiếc thuyền nè. Thiết bị chụp là gì? Xung quanh nó có những cái yếu tố nào mình làm cho nổi bật cái bức ảnh đó thêm hay không? Ví dụ như nó có thể là có dãy núi nè, hoặc là có cảnh quan xung quanh như thế nào. Rồi phong cách, ví dụ như nó có là cái phong cách là nhiều cái nền văn hóa, hay là phong cách châu Âu, phong cách châu Á, thì nó sẽ kết hợp lại và nó tạo thành một cái bức ảnh. Food photography này chúng ta sử dụng á, nó chắc chắn phải gồm là món ăn nè. Thì nó là món gì? Ví dụ như đây là món thịt heo nè, nó nằm ở trên cơm chẳng hạn đi. Thì có hiệu ứng chụp là ví dụ như thế nào? Đó là độ sâu trường ảnh ha, hoặc là có tương phản cao. Rồi màu sắc nó sẽ gì? Màu sắc động, hoặc là phong cách chụp nó sẽ là tinh tế chẳng hạn, và thiết bị chụp nó sẽ như thế nào. Các bạn kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái câu room nó hoàn chỉnh. Một cái dạng tiếp theo đó là nhiếp ảnh về tĩnh vật, still life photography. Thì dạng này á là nó chụp những cái vật mà vô tri vô giác thôi, nhưng mà nó sắp xếp theo một cách có nghệ thuật. Ví dụ như ở đây là mình chụp một kiểu như là một cái bàn làm việc, nó bừa bộn bút chì đi, thiết bị giấy tờ, nhưng mà nó bừa bộn theo một cách là có sắp xếp. Rồi ánh sáng sử dụng là ánh sáng tự nhiên nè, ban ngày, mềm mại. Khi mà chúng ta kết hợp vào thì nó ra một cái bức ảnh nhìn cũng khá là nghệ thuật. Một phong cách tiếp theo chúng ta có thể sử dụng là phong cách giả tưởng, là fantasy photography. Thì có thể tạo những cái yếu tố kiểu như là không thực tế, hoặc là thần thoại, hoặc là kỳ ảo gì đấy. Và tiếp theo chúng ta sử dụng đó là macro photography. Thì trong cái dạng macro photography nè, chúng ta sẽ sử dụng để mà chụp cận cảnh các đối tượng. Ví dụ như có thể chụp những cái đối tượng nhỏ bé nè, với cái độ phóng đại cao. Phong cách tiếp theo chúng ta có thể sử dụng đó là high key và low key photography. Hai dạng này nó là sử dụng cái ánh sáng mạnh. Đối với dạng high key photography thì thường là sử dụng tông màu sáng, còn low key photography thì sẽ dùng tông màu tối, tạo cho cái cảm giác nó tương phản. Nhiếp ảnh mà động vật hoang dã, wildlife photography, ghi lại những khoảnh khắc của động vật này ở trong tự nhiên. Phong cách mà chụp hình về thể thao nó sẽ giúp ghi lại những khoảnh khắc hành động của các vận động viên. Phong cách tiếp theo có thể sử dụng được là chụp ảnh từ trên cao, ví dụ như từ máy bay, hoặc là trực thăng, hoặc là drone chẳng hạn đi. Một phong cách khác là chụp ảnh theo kiểu hồng ngoại, đó là sử dụng ánh sáng hồng ngoại ha, để tạo ra được cái hiệu ứng nó độc đáo và nó lạ mắt. Một dạng tiếp theo là night photography, để mà tạo những cái bức ảnh vào ban đêm, chụp ảnh dưới nước. Phong cách tối giản nó sẽ giúp cho bạn tạo những cái hình ảnh mà nó cân đối, hoặc là nó thanh thoát với cái yếu tố cơ bản thôi, tập trung chủ yếu vào sự tối giản. Chụp ảnh theo phong cách lịch sử thì sẽ tạo ra những cái hình ảnh mà mang tính chất lịch sử nè. Phong cách nhiếp ảnh về bóng đổ, shadow. Thì đó là một số phong cách để chúng ta có thể sử dụng trong Missouni tạo ra những bức hình đẹp. Hy vọng là video này có thể giúp ích cho các bạn trong việc tạo hình ảnh phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu như anh chị thấy hay thì có thể cho mình một like, một subscribe video này nhé. Nhân tiện thì Tuấn cũng có khóa e-learning để chia sẻ về các AI chatbot hình ảnh video và cách sử dụng chúng, kết hợp chúng như thế nào để tạo ra những cái thành phẩm độc đáo. Nếu anh chị quan tâm về khóa e-learning này thì có thể xem đường link Tuấn để dưới video nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại.